NK Mobile chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nha. Thì hôm nay NK Mobile bên em về được một chiếc điện thoại Nokia E63 full box nhá, một chiếc máy màu trắng. Đó. Chiếc máy này thì là một chiếc máy của thị trường Úc thì nhá, thị trường Úc. Đó, máy thì vẫn còn nguyên bản là tiếng châu Âu, tiếng Úc, tiếng Anh nhé. Đó, thì anh chị nào cần chuyển sang tiếng Việt thì bên em sẽ chuyển sang tiếng Việt cho anh chị. Một chiếc máy màu trắng đẹp new như này thì xuất sắc anh chị nhé. Đó, anh chị về chỉ việc chuyển nắp SIM và sử dụng thôi. Máy thì em đã lắp SIM được 3 ngày, cái chiếc SIM Vinaphone này này. Đó thì 3 ngày sử dụng pin rất là trâu nhé. 3 ngày thì nó còn tầm một nửa nữa. Có nghĩa là chiếc này thì dùng để nghe gọi, như em gọi là tầm khoảng 5 đến 7 cuộc một ngày. Và mình nghe nhạc cơ bản thôi. Thì chiếc máy này thì dùng được tầm khoảng 5 đến 7 ngày thoải mái thì nhé. Rất là trâu luôn. Và một chiếc máy mới thì pin nó rất là trâu anh chị nhé. Đây. Đây chỉ có 3 tiếng thôi nha chị nhé. Tiếng Anh. Đó. Thì tiếng Manai và tiếng Philippines. Đấy. Đây là chiếc nhà mạng Openet nhé, Openet của nhà mạng Úc anh chị nhé, thị trường Úc anh chị nhé. Chiếc máy này thì E63 là một chiếc máy hệ điều hành S60V3 ẩn ứng dụng và có đầy đủ cho anh chị là 3G và Wi-Fi rồi. Anh chị về chỉ việc nắp SIM và sử dụng thôi. Chiếc máy thì là máy bàn phím QWERTY và máy là máy new luôn chị nhé. Anh chị về nắp SIM sử dụng. Chiếc này em nắp SIM và để nghe gọi tầm khoảng 5-7 phút rồi chị nhé. Bởi vì là khách gọi đến thì em cũng nghe gọi điện thoại để test mic của máy này, loa mic rất là ok, rất là chuẩn chỉ luôn anh chị nhé. Anh về chỉ vì chỉ cái nắp SIM và sử dụng thôi. Phụ kiện của máy thì kèm cho anh chị đó là thẻ nhớ này, sách hướng dẫn sử dụng này, bốc của máy này, sạc chân kim nhé. Đây, và cáp chuyển đổi dữ liệu anh chị copy nhạc, copy hình ảnh vào trong máy qua máy tính anh chị nhé, qua máy tính là mình copy được nhé. Về email của máy thì đây, email của máy đây nhé, 0914 nhé, 0914. Và anh chị kiểm tra email trên máy thì mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình nhấn sao thăng 06 thăng nhé, sao thăng 06 thăng 0914 nhé. Đó. Anh chị để quà tặng biếu dịp Tết này hoặc là mình để nghe gọi sưu tầm cực kỳ là ok luôn anh chị nhé. Trước này thì bên em đang để lại là 2 đồng 2. Anh chị nào cần liên hệ bên em nhé. Bên em là NK Mobile, chuyên điện thoại cổ anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.